Sáng ngày 6 tháng 12, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, trường khoa y học hạt nhân, bệnh viện trợ giấy cho biết, đơn vị đã ghi hình PET-CT với hai loại thuốc phóng xạ mới là Gallium-68 BSMA trong ung thư tuyến tiền liệt và gallium 68 dodatate trong u thần kinh nội tiết giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Trên thế giới, hai loại thuốc phóng xạ dạ này đang được sử dụng rộng rãi cho người bệnh và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận năm 2020 với thuốc GA68 PSMA và năm 2016 với thuốc GA68 Dodatate. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể sản xuất được GA68 PSMA và GA68 Dodatate. Do đó, khi người bệnh trong nước có nhu cầu chụp PET-CT với hai loại thuốc này, thông thường phải ra nước ngoài thực hiện. Trải qua thời gian dài tìm hiểu, trao đổi chuyên môn và chuẩn bị nguồn nhân lực để tập trung nghiên cứu, đến ngày 7 tháng 11, khoa y học hạt nhân bệnh viện trợ giấy là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam pha chế thành công đưa hai loại thuốc GA68BSMA và GA68DODATED vào sử dụng. Sau gần một tháng áp dụng ghi hình PET CT với GA68 bsma cho 12 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt và PET CT với GA68 DOTATATE cho 9 trường hợp u thần kinh nội tiết, kết quả cho thấy tính hiệu quả của hai kỹ thuật này trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Kỹ thuật PET CT là một hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, đầy tiềm năng cho nhiều lợi điểm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các loại bệnh như ung thư thần kinh và tim mạch. Năm 2009, chúng tôi đã điều chế ra thuốc phóng xạ F18 FDG đây là một cái chất tương tự gluco mà các tế bào ung thư thường rất thích sử dụng từ đó chúng tôi đã ghi hình trên hệ thống máy PET CT để chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý ung thư tuy nhiên một số tế bào ung thư lại không thích cái chất gluco chuyển hóa được mà có những cái biểu hiện những cái con đường sinh học khác nhau tế bào ung thư tuyến tiền liệt thường hay biểu hiện một loại kháng nguyên trên màng tế bào chúng ta gọi là đó là BSMA và thuốc gallium 68 BSMA sẽ gắn vào những cái kháng nguyên màng trên tế bào ung thư tuyến tiền liệt và từ đó chúng tôi đã phát hiện ra những cái tổn thương nguyên phát, những cái tổn thương di căn à, với độ nhạy cao hơn so với những cái kỹ thuật thông thường trước đây, à, với cái kết quả mà thu nhận được như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến một cái điều trị cũng một quản lý bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt sẽ tốt hơn. Còn đối với u thần kinh nội tiết thì tế bào u biểu hiện tăng thụ thể somatostatin và việc ghi hình pet với thuốc GA68 Dodatate gắn kết vào thụ thể này sẽ phát hiện rõ hơn những tổn thương nguyên phát và di căn, từ đó giúp bác sĩ lâm sàng có hướng chẩn đoán, phân chia giai đoạn, chọn lựa phương pháp điều trị và theo dõi kết quả điều trị. Việc pha chế thành công hai loại thuốc GA68 bsma và GA68 Dodatate mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh trong nước, giúp người bệnh có thể tiếp cận phương pháp kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như tiết kiệm nhiều chi phí cho người bệnh.